Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì ai và vì đâu lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng như hiện nay. Người Việt Nam thường nói không có lửa thì làm sao có khói, để chỉ ra nguồn cơn hay bản chất của một vấn đề. Như chuyện công an làm giàu bằng chạy án, điển hình là vụ Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Hà Nội và Thượng tá Hoàng Văn Hưng, trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã nhận 2,2 triệu đô la để chạy án trong vụ án chuyến bay giải cứu là một ví dụ. Trong những năm gần đây, dư luận xã hội hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an Việt Nam. Tình trạng các cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật như trộm cắp, buôn bán chất cấm, bắt cóc trẻ em để tống tiền, với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, y như phường đầu trộm đuôi cướp đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Giả danh công an để mà lừa đảo chiếm đoạt tới gần 1 tỷ đồng. Người dân không tin nổi lực lượng nhân danh thanh kiếm và lá chắn với trách nhiệm là đảm bảo an ninh và trật tự an toàn cho xã hội lại để xảy ra những bê bối nghiêm trọng đến như vậy. Tờ báo Thanh Niên vào ngày 25 tháng 12 đưa tin giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tới gần 1 tỷ đồng. Thật ra đây là chuyện quá phổ biến mà ai cũng biết, nhưng cần nêu ra để mà thấy việc phân biệt công an giả và công an thật là chuyện không hề dễ, thậm chí có thể là hai trong một. Nghĩa là công an Việt Nam với phường trộm cắp lưu manh chỉ là một. Theo báo Thanh Niên, Trần Thị Hạnh đã giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một gia đình tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, gia đình nạn nhân đã bị lừa 2,7 tỷ đồng. Khi gặp gia đình nạn nhân, Hạnh tự nhận mình là cán bộ công an, có thể giúp tác động để cơ quan công an nhanh chóng truy tìm đối tượng lừa đảo, lấy lại tiền. Tuy nhiên, sau khi đưa tiền cho Hạnh, chờ mãi không có thông tin gì, nạn nhân tìm hiểu thì mới biết Hạnh không phải là cán bộ công an. Dư luận xã hội thấy rằng trong bối cảnh xuống cấp đạo đức cũng như kỷ cương của ngành công an đã xuống cấp đáng báo động. Đến mức công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh còn biến trụ sở của công an thành nơi mua bán đồ ăn cắp như báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã đăng tải vào ngày 8 tháng 12 thì trách nhiệm của người dân cả tin vào công an là sao đây? Họ có thể sẽ bị lừa y hệt như những tên tội phạm. Dư luận xã hội thấy rằng vụ việc biến trụ sở công quyền trở thành nơi giao dịch mua bán đồ ăn cắp cho thấy sự vi phạm pháp luật của lực lượng công an không dừng lại ở tư cách cá nhân mà còn là việc phạm pháp có tổ chức. Ông Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phải ra hầu tòa. Những chuyện cán bộ, chiến sĩ công an vi phạm pháp luật có các hành vi của đám đầu trộm đuôi cướp, du thủ, du thực trong năm 2023 tràn đầy mặt báo của truyền thông nhà nước Việt Nam, ví dụ như Thượng úy Nguyễn Đức Trung, cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã phạm tội bắt cóc trẻ em để tống tiền tới 15 tỷ đồng. Trước đó ít lâu, ba sĩ quan công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội bị điều tra khởi tố và bắt giam về tội trộm cắp tài sản. Hay trong phiên tòa chuyến bay giải cứu, sự đổ tội và mạt sát lẫn nhau giữa Thượng tá Hoàng Văn Hưng và Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn là điều khiến lực lượng công an phải nhục nhã, vân vân và vân vân, nhiều không kể xiết trên đất nước này. Những ví dụ cụ thể như vừa dẫn phản ánh một tình trạng xuống cấp đạo đức của lực lượng công an nhân dân, vốn được mệnh danh là lực lượng thanh kiếm và lá chắn, là một trong những điểm tựa sống còn do sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà người đứng đầu lại là ông Đại tướng Tô Lâm đầy tài tiếng với cú đớp thịt bò rát vàng tại London. Cũng phải xin nhắc lại, Thường trực Ban Bí thư khóa 12, ông Trần Quốc Vượng trước đây đã từng cảnh báo về sự tha hóa, biến chất của lực lượng này cũng như của lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương tới địa phương. Theo đó, tờ báo Thanh Niên cho biết, phát biểu chỉ đạo theo hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng vào năm 2019, triển khai nhiệm vụ vào năm 2020. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã từng nói rằng, nếu làm không tốt công tác cán bộ, Đảng sẽ tự lật đổ, chứ không phải do kẻ thù. Ông Trần Quốc Vượng nói nguyên văn như sau. Đây là vấn đề quan trọng, cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi. Chẳng phải là do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Đó là một ý kiến rất đáng để lãnh đạo Việt Nam và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải nghiêm túc suy nghĩ. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Một câu hỏi đặt ra là
tại sao tình trạng cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân dưới thời ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hai đời Bộ trưởng Bộ Công an là Đại tướng Trần Đại Quang và Đại tướng Tô Lâm lại liên tục phạm tội, thậm chí mang tính hệ thống đến như vậy. Công luận thấy rằng câu trả lời dễ dàng nhất đó là ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc dột xuống. Với những bằng chứng đã dẫn ra cho thấy đạo đức, tư cách của cán bộ chiến sĩ công an đã ở mức báo động hết sức nghiêm trọng. Phải chăng đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tất loạn? Mà không chỉ trong nội bộ của ngành công an, cả thượng tầng kiến trúc của bộ máy chính trị tại Việt Nam cũng xảy ra tình trạng tương tự như thế. Công luận đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước thềm năm mới 2024 cần phải trả lời cho người dân được rõ vì ai và vì đâu lại để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm d với bản tin vì ai và vì đâu lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng đến như hiện nay. Đưa Trần Tuấn Anh kẻ bất tài vô đức lọt vào Bộ Chính trị, ai phải chịu trách nhiệm đây? Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỳ họp lần thứ 34 đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét kỷ luật đối với ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Theo giới quan sát chính trị tại Việt Nam, nếu tới đây ông Trần Tuấn Anh bị kỷ luật thì đã xảy ra tình trạng chưa từng có trước đây. Đó là trong Đại hội Đảng khóa 13, mặc dù mới chỉ đi được nửa nhiệm kỳ, nhưng đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị bị tuột chức. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh và Trần Tuấn Anh. Đó là chưa kể tới một loạt các ủy viên Trung ương Đảng, cả đương nhiệm lẫn đã về hưu bị kỷ luật, khởi tố, bắt giam như Nguyễn Thành Long, Chu Ngọc Anh và mới nhất là ông Lê Đức Thọ, Bí thư Bến Tre. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương đang bị quẳng vào lò. Công luận hoài nghi rằng vì sao ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từng nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác nhân sự lãnh đạo lại để lọt một Trần Tuấn Anh như vậy. Trong khi không ít lần ông Trọng khẳng định cương quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người không đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, những phần tử tha hóa cơ hội. Đây cũng là lý do khiến công luận đánh giá rằng trường hợp ông Trần Tuấn Anh cho thấy rất có vấn đề, cần phải kiểm tra, xem xét lại. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, cựu Viện trưởng Viện IDS cho biết rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người phụ trách cấp cao nhất cho việc lựa chọn nhân sự của Đảng, nên cũng phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra hàng loạt các lãnh đạo cấp cao của Đảng mắc sai phạm và vi phạm pháp luật. Nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho biết thêm như sau. Trần Tuấn Anh là người năng lực rất kém và không có thành tích gì cả. Ông Anh xin vào làm ở Bộ Kế hoạch Đầu tư, thông qua Bộ Ngoại giao, rồi Bộ Công Thương đều làm việc không ra gì. Không hiểu sao ông ta lại đi lên vù vù như vậy. Rõ ràng sự thăng tiến của ông Trần Tuấn Anh đầy tất khuất. Vẫn theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, Trần Tuấn Anh thực sự đã là rất tai tiếng rồi mà cũng lại được đưa vào Bộ Chính trị. Bây giờ lại bảo ông ấy có sai phạm thế này thế kia. Thế thì ai đưa ông ấy vào Bộ Chính trị đây? Cũng theo Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chức vụ Trưởng Ban Kinh tế Trung ương của ông Trần Tuấn Anh được xem làm cái ghế vô thưởng, vô phạt, chẳng làm được cái gì cả. Ông Trần Tuấn Anh và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà hoạt động Hoàng Dũng viết trên trang Facebook cá nhân rằng Trần Tuấn Anh, con trai của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đầy cơ hội một chân trong tứ trụ nhiệm kỳ tới, bỗng nhiên bị đá bay ghế. Tuấn Anh là một tay chơi miền Trung thứ thiệt, không thua công tử Bạc Liêu bao nhiêu. Công tử Bạc Liêu đốt tiền của nhà, còn Tuấn Anh đốt tiền của dân. Ngoài tiền, Tuấn Anh còn xài gái rất hào. Người ta đồn cái cô gái cựu nhà báo hay khen Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng là một trong những người được Tuấn Anh sủng ái. Thậm chí cô còn sinh con cho anh ấy và nhờ đó mà thoát án tổ. Nhà báo Thái Khắc Phú thì viết trên trang Facebook cá nhân cho biết như sau. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Tổng Bí thư đã nhận được một lá thư của tập thể cán bộ công nhân viên ngành công thương gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Báo Nhân dân, tố cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đổi bại, suy thoái đạo đức. Lá đơn viết, với mong muốn được theo hầu Bộ trưởng, Trần Hữu Linh là chánh văn phòng của Bộ đã tìm mọi thủ đoạn để dẫn dắt những cô em chân dài cho Bộ trưởng.
cung cấp tiền gái cùng những bữa tiệc xa hoa, đánh bạc hàng trăm ngàn đô. Ban cán sự đảng bộ này đều biết cả, nhưng đều làm ngơ vì Trần Tuấn Anh thuộc tầng lớp thái tử đảng. Giới quan sát đánh giá dư luận xã hội đón nhận tin kỷ luật ông Trần Tuấn Anh bước đầu được cho là mãn nguyện, nhưng công chúng vẫn chờ đợi để xem việc này cuối cùng sẽ được cái kết ra sao. Bởi một lãnh đạo cấp ủy viên Bộ Chính trị như Trần Tuấn Anh là một trên 18 lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng ông Trần Tuấn Anh luôn được dư luận dân chúng đánh giá là kẻ bất tài, háo sắc và vô đạo đức. Cha của Trần Tuấn Anh là cựu chủ tịch nước Trần Đức Lương, một người được coi là ân nhân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã giúp cho ông Trọng một lá phiếu mang tính quyết định để ông Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên tại Đại hội Đảng khóa 11 từ năm 2011 đến năm 2015. Vì vậy, Trần Tuấn Anh có hoạn lộ quá thanh thang tới mức khó có thể chấp nhận. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã ngồi trên ghế tới 3 nhiệm kỳ. Bản thân ông cũng vi phạm điều lệ đảng là Tổng Bí thư không được quá 2 nhiệm kỳ. Việc ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 tháng 10 năm 2023 đã bị tập thể Ban chấp hành Trung ương cũng như các cựu quan chức thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương cáo buộc có rất nhiều sai phạm trong việc đưa lọt vào Ban chấp hành Trung ương nhiều người không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Có lẽ trường hợp của ông Trần Tuấn Anh là một ví dụ xác đáng nhất. Phải chăng đó là lý do công luận lâu nay cho rằng chưa có bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền của họ đã xảy ra tình trạng cán bộ chạy chức chạy quyền, dùng tiền bạc và vật chất để mua ghế xảy ra trầm trọng như thời ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin đưa Trần Tuấn Anh kẻ bất tài, vô đạo đức lọt vào Bộ Chính trị, ai phải chịu trách nhiệm đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de